Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét của hãng Opticon có model đó là OPR3201Z. Thì đây là một dòng máy quét 1D có dây, có thiết kế nhỏ gọn và giá cả phải chăng thì mọi người có thể tham khảo và chọn mua. Thì tiếp theo thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc máy này. Thì đây là chiếc máy quét 1D có dây mà em muốn giới thiệu với mọi người, OPR3201Z nha mọi người. Thì đây là cái bản tiêu chuẩn cầu nhíp bi. Mọi người có thể chọn option cộng RS232 nếu như nhu cầu mình cần. Thì em sẽ đặt hộp ra cho mọi người xem bên trong một chiếc máy mới có gồm những gì ha. Đây, một cái quyển sổ, rồi một tờ giấy nó để hướng dẫn cho mình để lắp chân đế ha. Lắp chân đế về đặt tải như thế nào nhé. Ok, những cái này em sẽ lướt qua ha. Đây, tiếp theo một quyển sổ này nữa để hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thiết bị là cái máy khi mà kết nối máy tính thế nào, những cái thông số liên quan ha. Đây, nhiệt độ, cách bảo quản như thế nào cho nó hợp lý, cho nó đúng này. Các cái thế nào này kia ha. Thì đây là quyển sổ ha. Rồi, bỏ qua cái này luôn ra. Đây, tiếp theo. Đây, là chiếc máy của mình nha mọi người. Đây, mọi người. Chiếc máy có kết nối cầu USB nha. Đây, mọi người có thể thấy là chiếc máy nó khá là nhỏ gọn so với những cái thiết bị máy quét khác ha. Này, cầu USB nha mọi người. Cảm sản phẩm luôn rồi ha. Đây, thì đây là dòng máy quét với chế độ đọc là laser mọi người. Đây, anh mở tiếp bên trong thì đây là đã có, đây là chân đế của máy mọi người. Đây, lát sẽ tiến hành là lắp lại như là các thử cho mọi người xem để khả năng đọc như là cái hình dáng thực tế của nó khi mà mình đáp lại thành một bộ như thế nào ha. Thì đây cái phụ kiện đi kèm này, chân đế thì nó có 3 bộ phận ha. Một chế này là cái đế này, cái đế để dưới bàn này. Thứ hai đây là cái này để cho mình cái chân mình gác để nó cao lên. Thứ ba là cái này để cho mình gác cái máy này, mình có thể gắn cho. Thì mọi người đợi em một tí, em sẽ gắn lại và cho người xem để thực tập. Em đã lắp đặt xong cái chân đế ha và cắm sẵn thế này á. Bây giờ thì em sẽ kết nối với máy tính, sau đó có thử cho mọi người xem ha. Hiện tại giờ em quét test, em quét test lên Excel hay là trên notepad cho mọi người. Hiện tại em đang sử dụng Excel ha. Thì cái nguyên tắc của cái dòng máy quét này cũng giống như tất cả dòng máy quét có dây khác của các hàng khác, đó là nó sẽ quyền ví dụ điều về ngay cái vị trí và con trỏ của mình đang để ở trên máy tính ha. Thì mọi người có thể để lên trên các phần mềm bán hàng POS, tại vì mục đích của thằng này nó cũng là sử dụng cho cái công việc đó là quản lý bán hàng của mình hoặc là trên các POS. Thì bây giờ em sẽ có một số cái bản test đấy thì em sẽ quét thử ha. Thì đây là dòng máy quét 1D nên chỉ quét được những cái bản code 1D thôi nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy ha, quét cái dài này. Đây, quét khá là dài ha. Rồi em thử quét một cái bản code khác ha. Bản code khác mà nó lỗi xí đi ha. Đây có một số cái bản vật đây thì nó khá là xấu này, cả vật lúc nãy nó khá là đẹp, còn bản vật đây khá là xấu này, bị bất kết này. Để xem quét được ổn không nha. Nó quét cũng rất là nhạy nha mọi người. Mọi người có thể thấy là cái đường cắm của nó này. Đây là cái tia laser nha mọi người, đây là tia laser này. Đây, máy này sử dụng công nghệ là quét là tia laser nha mọi người. Đây, còn cái bản vật này khá là mờ này. Bản vật này bị mất hoặc bị che nhớ này. Mình có thể điều chỉnh để mình có thể quét được. Tính năng này dòng này quét cũng khá là dày nha mọi người. Đó, thì đó là một số cái quét của cái chiếc máy này. Nên mọi người có thể là sau khi quét mọi người đặt lên chân đế thì khá là rất là tiện. Khi mọi người đặt lên chân đế thì chiếc máy quét có tính năng đó là tự động kích cái tia. Mọi người có thể thấy cái chấm đây ha. Khi mình chỉ cần đưa cái bảo vật vào đúng cái vị trí của nó thì nó sẽ quét nha. Đó, mọi người thấy không? Đây này, em sẽ đưa vô, em không cần liên bấm gì hết này. Đưa vào nó quét này. Tiếp tiếp đó là nó thể quét, nó chỉ dùng điều nó sẽ đổ lên máy tính này. Đó, khi đưa vô quét này, nó tiện lợi ha. Đó, đây là cái chế độ quét rửa tay của cái dòng máy Opticon này. Kiểu là khi mình đặt lên chân đế, nó có một cái điểm chấm này, nó xác định cái vị trí quét. Sau đó mình cứ đưa bảo vật vào vậy là cho quét. Còn nếu mình không muốn, mình tự ngắm, thì mình cầm ra. Sau đó mình nhấn con, ở dưới này nó có cái tò này. Rồi, cầm tay thì nó cũng khá là nhỏ như ban đầu em nói.
khá là dè nhá, cái váy này khá là dè ha, người cầm vừa tay thôi, nè mọi người thấy là cầm vừa tay ha, cộng USB thì người ta cố định ở đây rồi ha, để tránh cái việc hư hỏng ha, chúng ta đốt chưa. Cái chân đế này thì mọi người có thể là điều chỉnh này, ví dụ như muốn cho nó thấp xuống thì bẻ cái này xuống, đó, hoặc là lớn hoặc cứng lên bẻ cái này lên, ha, tấm này khá là nặng. Đấy, đây nó có màu đen cũng như là màu xám này, màu trắng trắng ở trước này. Đó. Thì vừa rồi em đã giới thiệu với mọi người một dòng máy quét của hãng Opticon, có model đó là OPR-3201Z. Thì đây là một dòng máy quét nó phù hợp trong cho mình trong lĩnh vực bán lẻ, hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong việc thanh toán, tính tiền, có thể kết nối với các phần mềm bán hàng cũng như là các POS. Thì mọi người có thể là tham khảo thêm dòng máy này. Thì nếu như mọi người cũng đang cần tìm hiểu về dòng máy quét thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào trang web thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người đem xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.